Yo, xin chào tất cả các bạn. Chu lại diện cho tụi tụi xe máy anh em hai này, anh em Zalo. Trên tay Chu là đang cầm một bộ AHM kiểu gym dành cho da dép. Trước mắt là Chu cầm thì nó rất là nhẹ và Chu chưa biết cái hiệu năng của nó như thế nào. Thì hôm nay Chu sẽ review và gắn trên xe thử để xem công năng của nó như thế nào. Mọi người đón xem nhé. Và sau đây là chú Sương, là kỹ thuật chính của bên anh em. Thì bây giờ chúng sẽ đưa cho chú Sương cable và chú Sương sẽ lắp dùm chung trên chiếc dây dép này. Các bạn thấy đó, lắp ráp rất là đơn giản. Mình vẫn giữ lại cái bắp zin của cái bộ zin nha các bạn. Cực kỳ đơn giản, cực kỳ nhanh và gọn. Để cho các bạn nghe rõ hơn về tiếng bô zin và tiếng bô AHM thì sau đây chúng sẽ làm một bài test giữa chiếc Movita đang đang zin và một chiếc màu đỏ tôi gắn cái bô AHM. Mời mọi người xem nhé. Thế nào, quá tuyệt đúng không các bạn? Một cable nghe tiếng rất là hay, cộng thêm cái IC quá là công lực, bộ đôi quá hoàn hảo. Còn chơi gì nữa, các bạn hãy nhấc máy lên và liên hệ cho chúng tôi để tư vấn cho các bạn được tốt nhất.